Hưởng lợi từ việc kinh doanh du lịch trích hút mật gấu trái phép trong suốt 8 năm qua, nhưng đến nay thì nhiều chủ trại gấu ở Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh không chịu bàn giao gấu cho cơ quan bảo tồn và thậm chí thì nhiều chủ trại còn vòi vĩnh đòi một khoản tiền hỗ trợ. Sau khi chính quyền địa phương ngăn chặn việc kinh doanh bất hợp pháp từ hoạt động trích hút mật gấu của các trang trại ở Hạ Long, số lượng gấu ngày càng giảm sút do chủ có xu hướng bỏ mặc gấu đói và ốm chết. Trước tình trạng này, giới chức và một số tổ chức bảo tồn đã đề nghị được cứu hộ chăm sóc chúng. Tuy nhiên, các chủ trại vẫn không từ bỏ ý định tận thu giá trị cuối cùng từ các cá thể gấu. Họ đòi được hỗ trợ số tiền từ 30 đến 50 triệu đồng mỗi cá thể. Các tổ chức bảo tồn động vật cho biết, chủ trại thà để gấu chết chứ nhất định không chuyển giao cho trung tâm cứu hộ nếu không nhận được một khoản tiền đền bù ngay cả khi họ đã bòn rút cạn kiệt các túi mật của gấu để thu lời bất chính. Còn theo quy định của nhà nước thì các tổ chức cứu hộ không được quyền trả tiền vì điều này vô tình tạo ra thị trường mua bán với động vật hoang dã.